tang kỳ lạ ở Việt Nam. Sở dĩ gọi là quốc tang kỳ lạ vì trong ngày này, nhà nước Việt Nam yêu cầu người dân của mình để tang một ông ở tận Cuba và trái với những quy định trong luật pháp Việt Nam hiện hành. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, thì nhà cầm quyền quyết định cả nước để tang lãnh tụ Cuba Fidel Castro với nghi thức quốc tang vào ngày 4 tháng 12 năm 2016. Trong thời gian này, các cơ quan, công sở trong cả nước và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng. Tuy vậy, vào ngày quốc tang 4 tháng 12 năm 2016, mọi sinh hoạt ở Sài Gòn vẫn diễn ra bình thường. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố và các khu vực thuộc trung tâm quận 1, quận 3 vẫn tấp nập khách du lịch. Người người xuống phố vui chơi, mua sắm cho những ngày cuối năm. Một số các trụ sở nhà nước, trường học, cờ đỏ vẫn tung bay chứ không treo cờ rủ theo quy định như trường Lê Lợi, chi cục thuế quận 3, v.v. Riêng cựu tù nhân lương tâm Paulus Lê Sơn thì xem ngày này như là một ngày tang dành cho những tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa ngã xuống ở Hoàng Sa năm 1974 hay những đồng bào không may tử nạn trong những lần xả lũ đúng quy trình vừa qua. Tôi hoàn toàn không đồng ý trước quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt cả dân tộc và đất nước Việt Nam phải để tang cho Fidel Castro vào ngày 4 tháng 12. Vì vậy, tôi là một công dân nước Việt Nam, tôi tuyên bố tôi để tang cho các tử sĩ của Việt Nam đã chết dưới họng súng của Trung Cộng để bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Và tôi cũng tuyên bố tôi để tang cho đất nước và dân tộc Việt Nam cũng như những con người đã chết vì thảm họa Formosa gây ra cho Việt Nam. Nhiều người hoạt động khác tỏ ra không đồng tình, phản kháng lại yêu cầu của nhà cầm quyền bằng cách tụ họp lại với nhau, ăn uống, hát hò, coi như đây là ngày đảng tang chứ không phải là quốc tang. Và xin thưa mấy bạn, tôi có quyền lựa chọn của cá nhân tôi. Ông Fidel Castro đối với tôi chỉ là một con người. Và cái chết của ông ấy, già và chết, nó là một chuyện rất đỗi bình thường. Như bao hàng triệu, hàng tỷ con người khác trên cái trái đất này. Chứ tôi không làm gì phải bày tỏ bất kỳ một cái niềm thương tiếc nào cả đối với ông ta. Cho nên ngày mai tôi vẫn dự tiệc cưới của cháu tôi và tôi vẫn sẵn sàng vui mừng ăn uống linh đình. Chứ tôi không có lý gì tôi phải bày tỏ một cái niềm đau thương hay tiếc nuối, kể cả thực lòng hay giả tạo gì cả. Ngược lại, theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, truyền thông nhà nước Việt Nam đầy rẫy các ý kiến ủng hộ, cho rằng một quốc tang dành cho ông Fidel Castro là phù hợp vì ông là một trong những người ủng hộ sớm nhất và kiên định nhất đối với cuộc cách mạng cộng sản của ông Hồ Chí Minh ở Việt Nam. Phóng sự của SBTN tường trình từ Sài Gòn, Việt Nam.